Sao Hoàng Nhật xin chào các bác nha. Hôm nay em vừa về được hai cái chiếc quạt mới tinh Toshiba, hàng đóng nguyên đai nguyên kiện, đi đường hàng không về Việt Nam các bác nhé. Đây, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn, các cái phiếu hàng bên Nhật về. Hai chiếc quạt Toshiba cánh 30 cực đẹp luôn. Đây, sẽ cắt ra các bác nhé. Chờ em sẽ cắt ra. Đây các bác nhá, đây là bên trong cái chiếc quạt mới tinh nguyên hộp luôn, chưa lắp ráp. Toshiba mới tinh nguyên hộp. Đây, bác nào thích hai cái quạt treo tường đây các bác nhá, quạt này quạt treo tường đấy. Phụ kiện của nó này, điều khiển từ xa đầy đủ nhé. Đây là cái cục quạt này. Quạt nguyên thùng đấy các bạn, điều khiển từ xa nhé. Quạt treo tường điều khiển từ xa, nguyên bản điện 100V, hàng nội địa Nhật, mới tinh. Đây các bạn nhé. Đấy. Cánh 30. Hàng mới tinh. Gió của nó thì cực êm luôn các bạn nhé. Hàng Nhật nội địa. Bảy cánh các bạn này, hàng bảy cánh nhé. Nguyên thùng xốp. Có điều khiển từ xa này các bạn này, nhiều chức năng nhé, điều khiển từ xa nhiều chức năng này. Các bạn nào lấy chiếc quạt này alo cho em nhé. Chiếc này em bán là 3,3 triệu. 3,3 triệu các bác nhé. Đây. Có 2 chiếc. Nhập 2 chiếc để bán cho các bác rồi. TF30RK25 3,3 triệu. Chào các bác nhé.